Xin chào anh em YouTube nha. Thì bữa giờ mình chưa có làm cái video review về cái loại sản phẩm này, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn chia sẻ với anh em nha. Thì cái này là Re-Workout Team Phi nha anh em. Thì chắc cũng có nhiều anh em biết rồi. Re-Workout Team Phi chẳng qua là nó không có caffeine thôi á, còn mấy cái thành phần kia thì cũng y như là loại bình thường. Y như loại bình thường, thậm chí là nó hơn hẳn luôn cái loại này nha anh em, hơn hẳn loại bình thường. Chỉ thua là không có caffeine thôi. Còn cái thằng này về thành phần của thằng này thì nó thua xa cái thằng này nha anh em. Thua xa luôn á. Hũ này nặng nửa ký. Thì cái bao bì của nó anh em thấy sao, thấy rất là nhìn rất là bắt mắt ha. Chiếu chiếu luôn à. Thấy nó chiếu chiếu bảy màu. Đó. Thì cái màu xanh nước biển này là cái màu đặc trưng của cái hãng này luôn. Nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình xem sơ cái thành phần của nó nha anh em. Thành phần của nó thì một muỗng là 12.1 gram. Đó. Thì cái này nó có 40 muỗng nha anh em, 40/20 nè, 40 muỗng. Thì ai muốn đậm liều thì chơi luôn 2 muỗng thì còn có 20 lần uống rồi đó. Citrulline là 3 gram nè, betanolin là 1,6 gram nè, arginine nitrate là 1 gram nè. Thì còn cái phần bên đây thì nó gấp đôi lên thôi, bên đây thì nó gấp đôi lên, gấp đôi thì còn 20 muỗng á. Và cái phần hydration của thằng này thì nó chỉ có là retin là cũng 1.25 gram. Còn cái phần water powder, cái hàng này là cái nước dừa gì á, cái này giống như khoáng chất á anh em, là nó cũng 500 mg nè, 0.5 gram. Rồi cái phần mà focus matrix á, cái độ tập trung á, thì có hàng eo tyrosine là 500 mg nè, 500 mg. Rồi có hàng cái chữ viết tắt của nó là DMAE là 300 mg. Còn cái hàng Lion Mane Extract là 250 mg luôn. Thì thành phần của hàng này nói chung là nó chỉ không có caffeine thôi, còn chất của nó là được lắm nha anh em. Mình nghĩ thằng này xài sẽ ổn. Nếu mà anh em nào mà uống bị dị ứng cà phê á, sợ bị mất ngủ á, thì mình nên xài hàng này. Hàng này mình nghĩ nó sẽ ổn hơn cái hàng này. Hàng này thì nói chung là thành phần của nó không bằng thằng kia đâu. Betanolin của hàng này thì chỉ có 0,8 gram thôi, rất là ít luôn, không có thấm thía gì hết á. Caffeine thì 200 mg, nói chung là ít. Thì thằng này thì uống cũng bình thường rồi nha anh em. Thằng này thì uống bình thường, không có gì đặc biệt hết. Chỉ được cái uống ngon thôi, nó là đánh giá của mình. Còn thằng này thì anh em nào mà đã uống rồi thì cho mình xin cái cảm nhận ở dưới cái phần bình luận nha. Đây đều là hàng chính hãng anh em. Thì cái này tạm thời nó không có cái tem mã QR anh em. Nó chỉ còn, nó hiện tại bây giờ là chỉ có cái tem này với lại cái tem của Bộ Công an thôi. Đâu rồi, đây ba tem nha anh em. Còn cái tem mã QR là chắc là nó hết rồi cho nên là không có dán. Thằng này cũng vậy luôn, chắc là hết rồi cho nên là không dán, chứ nếu mà có thì chắc cũng dán rồi, chứ không lẽ giờ có mấy cái tem mà dán ba cái thì còn chừa lên cái. Mình nghĩ chắc là hết hàng rồi, nó không dán. Thì anh em nào mà có đã từng uống cái loại này rồi thì cho mình xin cái cảm nhận với nha. Thì cái loại này mình chắc ăn là mình sẽ không xài đó, tại vì không có cà phê thì mình xài không có, mình sẽ không xài cái loại mà Team Phi, tại vì trước giờ mình luôn xài những cái loại mà có caffeine, nó quen rồi. Không có caffeine nữa thì vô mình tập thì mình không biết cái buổi tập nó sẽ ra sao nữa, cho nên là mình sẽ không có xài loại này đó. Còn về cái vị này thì mình cũng không biết làm sao luôn, thì chỉ chia sẻ với anh em chút xíu về cái thành phần nó với lại cái chút bao bì bên ngoài thôi. Nói vậy thôi nha anh em. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Thì có gì mới thì mình sẽ lại làm video chia sẻ với anh em. Thì anh em nếu mà ai ủng hộ mình hoặc là muốn đặt hàng thì mình có chuyện cái số Zalo bên trên màn hình nha. Và cái đường link Facebook mình cũng để phía bên dưới cái phần mô tả video. Anh em chịu khó click vào đó, kết bạn của mình mà muốn tham khảo gì đó hay muốn tư vấn gì thì mình sẽ chia sẻ với anh em sau nha. Bye bye nha.